Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Ở dưới tôi có người này. À, solo với Sikkel à? Solo với Sikkel à? Ok, một mạng đầu tiên. Thằng này đi lẻ à? Hình như là thằng này solo vs squad đúng không ạ? Nên là vừa vào phát tôi bắn phát chết luôn đúng không ạ? Gắt thật. Solo vs squad là càng ừ, vừa bắn phát chết luôn đúng không ạ? Không kịp knock cơ. Thì không gọi là solo vs squad còn gì nữa. Nghe căng vậy. Ủa trên này bắn căng vãi trưởng không ạ? Mấy team lên các bạn ơi! Đây, con nhi này, trên bên này. Ui, các bạn ơi, tôi sẽ cai hết mạng của kẻ địch. Đó, cai hết mạng của kẻ địch, nó phải như thế các bạn ơi. Đó, cai hết mạng của kẻ địch thành công. Đây này, nó ngay ngoài này. Ok, hay quá nhỉ các bạn. Kill luôn. Hay lắm các bạn, tôi một đứa ở ngoài các bạn ơi, một đứa ở ngoài cơ. FD này. Ok, đã xong. À, sát thủ lại chơi FD à bạn? Bạn ơi, chơi súng tiểu liên đi bạn, đừng chơi FD nữa. Thôi, chứ chẳng chơi mấy súng này mới ăn được chứ cậu. Sao bạn lại chơi mấy súng mà chuyên cái hết mạng thế? Lúc ở gần bạn bắn kiểu gì bạn? Thằng nào lúc ở gần bạn toàn đai. Mình sao mới 40 mà cậu. Ok. Ờ, vậy là ở tầm trung bạn không bắn được cả, bạn chỉ dính cái ăn mạng của đồng đội à? Wow, tuyệt vời. Thật là tuyệt vời bạn ơi. Người ta chơi một súng trường, một súng bắn tỉa. Ông chơi một súng bắn tỉa, một súng tiểu liên là tôi đã biết được rồi. Anh em thấy hành động rẻ tiền của sát thủ chưa? Đấy. Ờ, thế sát thủ thừa đạn tiểu liên không vứt cho băng đạn tiểu liên à? Mình có 2 băng. Để xe. Chạy đi các bạn ơi. Cộng sĩ có đán, dũng mì tôm, hoàng bún bò, vớ vẩn. Hoàng này là hoàng óc heo anh em ạ. Hợp lý. Heo. Thì ông suốt ngày bắt được heo còn gì nữa. Hợp lý. Không hợp lý. Hợp lý. Trời nhá. Cậu trời ấy, thế lên thôi. Lên thôi, sao phải ngại. Người ấy lên. Anh kén mạng sát thủ đi anh. Thế phải để cho thằng sát thủ nó chết đã anh em ạ. Mình thật nó cái mạng kinh vãi trưởng không hiểu sao. Adu, căng. Wow, thật mà. Hôn Nhi ơi. Ui, Hôn Nhi đã nhảy xuống. Hôn Nhi ơi. Hôn Nhi ơi. Hôn Nhi ơi, Hôn Nhi im lặng. Hôn Nhi ơi. Ờ, thấy rồi. Đừng Hôn Nhi ơi, đừng. Đây các bạn ơi, mình không cán nó đâu. Đừng bạn ơi. Đừng bạn ơi, đừng các bạn ơi. Đai rồi à? Wow, tại sao vậy? Các bạn lại ăn mạng rồi. I am so sad, mình buồn quá các bạn. Bên này á, bên này có một cái bố đích kìa. Các bạn có thể ăn ít mạng thôi được không? Please. Cầm tạm phê chứ mơ chơi nha em ạ, cho nó nhiều đạn. Thế nào lại người mình linh tinh đây? Huân Nhi, để xuống đi bị đánh mạng. Huân Nhi ơi, bạn đừng rẻ tiền nữa được không Huân Nhi ơi? Huân Nhi ơi, đừng rẻ tiền nữa cậu. Đừng rẻ tiền nữa. Mình hỏi, xe. Bạn có lên xe không Hân Nhi? Hay là get out? Hân Nhi ơi, lên xe không? Lên ơi. Xe hay get out? Chọn đi. Okay. Chạy đi nào các bạn, 4X mình sẽ trang bị lên format nhé. Thích yêu anh em. Cảm ơn tất cả anh em đang xem live trên kênh của Kẹo nha. Bạn nào đang xem live thì nhớ là follow kênh của Kẹo cũng như là chia sẻ livestream lên Facebook nha. Thích yêu em. Yeah, ui dồi ôi, Hân Nhi ơi. Hân Nhi ơi. Lại đây rồi. Đây rồi anh em ạ, Ui, Hân Nhi ơi. Ui, Hân Nhi ơi. Huân Nhi gắt quá nhỉ, Huân Nhi nhỉ. Bạn này mình nghĩ là không biết con thằng Huân Nhi đi cùng. Ui, Huân Nhi lại lên trên mạng à, gắt nhỉ, được. Mày nó cứ đi mình loan mạng rồi. Huân Nhi chơi hơi xấu bạn ạ. Ui, Huân Nhi lại ăn mạng rồi. Chúng ta chờ đợi Huân Nhi knock các bạn ạ. Rồi chúng ta sẽ không cứu Huân Nhi. Hợp lý. Cho Huân Nhi phải trả giá với cái hành động là suốt ngày ăn mạng một mình. Đây các bạn, mình đây. Chạy đi các bạn ơi. Chạy. Ờ, anh ơi, em là fan nữ này. Anh rep em đi. Thôi em ơi. Rep. Fan rep nữ sao? Anh không rep đâu. Rep là trả lời. À, rep chứ không phải rep. Rep, rep người yêu anh ghen em ạ. Rồi nha, hello em. Chúc mọi người xem live vui vẻ nhá. Chúng ta sẽ chạy xuống khu vực là tháp đồng hồ. Ui, các bạn không xuống à? Các bạn sao vậy? Huân Nhi ơi.
Mình đi xuống thăm hồ đi. Xuống luôn. Đây là chắc không có người đâu. Không có ai cả. Các bạn ăn mấy kill rồi, điểm danh nào? 2, cậu 4 đúng không? Wow, đếm mạng, sát thủ thật rẻ tiền anh em ạ. Tôi ăn bao nhiêu mạng, sát thủ nó đếm. Đếm với một bè. À, hồi nhì. À, hồi nhì. Ui, hồi nhì ăn mạng rồi. À, hồi nhì ăn mạng rồi. Ui, sát thủ ơi, ui, sát thủ ơi. Gắt quá nhỉ, sát thủ. Ui, mấy thằng bạn mình nó sấy kinh bãi trưởng. À, hồi nhì ơi. Hồi nhì ơi là hồi nhì ơi. Hồi nhì ơi là hồi nhì ơi. Hồi nhì ơi là hồi nhì ơi. Đâu vậy, đâu vậy, đâu vậy, trên này, trên này, trên này ông ơi, trên này ông ơi. Đây đang xem này, nó đâu, ở đây, đây à. What the hell, đây à. Sửa đi. What the hell. Gắt vách trưởng ông ơi, gắt vách trưởng ông ơi, gắt vách trưởng ông ơi. Ui, gắt vậy, cuốn máu tạm với đã. Cuốn máu tạm với đã, làm gì mà căng. Đã cuốn máu không ạ. Được, không bắn được góc này đâu. Nào, let's go. Ui, ra ngay phía trên ông ạ. Ngay phía trên, ngay phía trên. Tôi qua cái đã, qua cái đã. Sửa bạn đi, sửa bạn đi. Đây làm gì mà căng này. Bạn đã chết rồi không ạ? Ngay phía trên. Chắc chạy rồi. Không chịu xuống cả. Gắt vậy. Câu không tới, biết ngay rồi. Nó vẫn đang ở trên, vẫn đang ở trên. Ê, nó xuống. Xuống đây, xuống đây em. Tôi không có tư bằng không ạ? Không có tư bằng thế mới đen chứ lại. À. Canh nhau à? Cơ bản là tại vì tôi không có tương băng. P90 còn 14 viên thôi ông ơi. Đã đủ. Đang nghèo bãi trưởng đây. Chờ sao nó, chờ nó ông ạ, chờ nó ông ạ. Sao các bạn ông ơi vậy? Không ông ơi, không ông ơi, nó bắn cho SML đấy. Có tương băng đâu, hết tương băng rồi. Tôi có tương băng đâu, nghèo bãi trưởng ông ạ. Quay mặt đây cười cái nào. Hi. Ten 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 ten. Lại lại anh em ạ, lại anh em ạ. Tèo 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 tèo. Đánh nhau bao giờ? Kệ đang diễn tí không ạ? Kệ nó thôi. Úi rồi bạn ơi, xuống đấy nhảy với mình này. Hay là gạ tiếp áp, gạ tiếp áp đi. Hey, gạ tiếp áp đi. Đi con nào? Tiếp áp chơi không. Này này, chơi không. Tiếp áp nhá. Tiếp nhá. Ok. Tiếp áp không. Ôi bạn ơi, đừng bắn mình. Đây, ok chơi. Tiếp áp luôn. Chơi. Ok đi. Đi bạn ơi, đi. Hay đi. Đi bạn ơi, đi. À, bắn nhau không được, chuyển qua team up các bạn ạ. Thật rẻ tiền thay các bạn ơi. Đây, hay. Hay qua đây. Chém bò cả đã. Chém vào đầu nhau thì coi như là nghỉ team up các bạn ơi. Hey bạn ơi. Hey. Ủa nó đâu rồi? Chắc chạy bên phải ấy. Chạy đâu rồi ấy? À lượm thêm các bạn đại tổ tiên này. Ok. Vừa có thêm được một ít đại tổ tiên anh em ơi. What the hell? Bạn team up của mình đâu rồi? Chết mẹ rồi. Chết mẹ rồi ông ơi. Đâu có nhìn thấy đâu. Ok kìa. Nhìn thấy. Ủa, xong rồi anh em ạ. Tiến ra ngoài bo luôn. Gắt vãi trưởng. Ui. Ui. Giết bo à? Căng lại. Gắt vãi trưởng. Giết bo thôi chứ còn xa nữa không. Bảo bo. Ơ thằng kia, thằng kia đâu? Thằng kia đâu nhỉ? Kia chắc chạy rồi, chắc tìm khác ấy. Nó chạy đâu rồi ấy? Tiếp áp. Chắc nghỉ game rồi, đoán thế. Nghỉ game á? Chịu ông ạ. Đây. Hey. Tiếp áp đâu rồi? Hey. À đây rồi. Bạn này team áp này. Ok. Tí nữa thì lạc mất nhau anh em ạ. May bản đồ Free Fire nó nhỏ nên là vẫn tìm thấy nhau bình thường. Ok. Đây là hai người cùng hoàn cảnh với nhau anh em ạ. Đó là đồng đội đều đã bị kill sạch. Có mỗi hai đứa này chạy qua team up chơi anh em ơi. Ten. Ui ui ui. Chết rồi. Một xuống. Chết trước mặt cả. Ui. Một thằng mà. Sấy. Sấy. Ok. Ok ông ơi. Đúng rồi, xuống xe.
xuống xe ok đã xong nhá. Ui đổ xe ok ok đã xong. Ui gắt vậy nha mày, gắt vậy nha mày nhảy nhảy lên. Ui tuyệt vời, đậu xanh. Ui đã xong luôn, thế là xong nghỉ tiệm anh em ạ, đáng chơi vui tự nhiên. Ui chán thật, thế xong game rồi nha mày. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.